Và mấy cái này thì các bạn sẽ xử lý mấy cái làm đẹp cho thầy. Thầy cũng có xử lý ha. Anh biết làm rồi. À, nhanh đây. Chèn thêm một cột họ tên, nhập tiêu đề số tự, sau đó nhập số tự cho bảng tính. Chèn thêm cột trước cột họ tên và nhập nhập gì đó ha. Đây, chèn thì mình chọn đây. Đích phải đây, mình chọn gì đấy, insert. Đúng không? Đấy. Insert mình nhập đây là gì đấy? Số thứ tự ha, số thứ tự rồi nhỏ nhỏ này đây thôi, nhỏ nhỏ này đây rồi. Bắt đầu mình làm gì đây? À, khi có cái này rồi chèn vào rồi mình sẽ gõ cái gì đây. À, sau đó nhập số thứ tự cho bảng tính thì nhập số gì? Một thôi, một thôi, hai thôi. Rồi có biên thức xuống ha, có một lít xuống rồi. Ok. À, định dạng tiêu đề tự động xuống dòng khi nhỏ độ dài gì đó không bằng tính. Rồi thứ nhất là không bằng tính trước đây, không bằng tính như này để rồi giải thích các bạn ha. Đó. Không thì mình cứ chọn vào cái hôm nay, hôm đây nó có đây thì mình sẽ chọn cái này đi ha. Đấy, truyền thống cái này cho nó nhanh. Rồi còn mình định dạng lại thì tùy mình. Ở đây á, nó bảo chúng ta nhập cái tên mà tự động xuống dòng á, thì đây. À, thầy cho cái này nó nhỏ lại để các bạn thấy ha, nhỏ lại như này. Rồi đây là Lê, Lê Thị Lan Anh, Lê Thị Lan Anh Đào, Đào, ai để nó vậy. Đấy, thế bây giờ nó có hai trạng thái xuống dòng. Trạng thái này á thì nó như này, anh đảo đây. Trạng thái này thì muốn nó cấn lề nó xuống dòng nha, cấn lề xuống dòng thì ở đây nó có một gọi là grab test đây này. Em chọn đây grab test là cấn lề xuống dòng, hoặc em click phải chuột ở đây em chọn format nó cũng thế, hoặc control một cũng vậy. Thì ở đây nó có cái mục alignment, các bạn chọn cho thầy cái mục grab test, một chọn đây giống nhau ha, thì nó cấn lề nó xuống dòng, cấn lề nó xuống dòng ha. Đó, gần nhất. Trường hợp thứ hai là không cấn lề, tôi ép xuống dòng, ví dụ Lê Thị ép xuống dòng, ở đây tôi nhấn Alt Enter nhé các em, Alt Enter, đó nó cũng ép xuống dòng, chưa? Ok chưa? Rồi có thi là có chữ ha, có những cái trường hợp có chữ nó xoay lung tung hết á, chữ xoay thì đây này, ở cái chỗ này này, nó có nhiều kiểu xoay này, các bạn chọn đây ha. Nhưng mà xoay 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 tự do, xoay theo bao nhiêu độ của mình nhé, đúng không? Thì các bạn có thể chọn vào trong cái alignment này. Đó, bao nhiêu độ thì nó đây nằm ở đây này. Bao nhiêu độ mình xoay bao nhiêu độ thì nằm đây. Ở đây là xoay 45 độ, thấy không? Ok. Đó thì chữ nó xoay 45 độ. Ok. Như vậy đó là cái cách mà chữ rớt xuống dòng rồi cấn lề xuống dòng rồi ép xuống dòng rồi xoay chữ ha, vân vân. Rồi cho phép để delete cái đám này. Bắt khối này. Delete click phải chuột chọn delete mấy cái ô này đi ha. Đấy, ok delete, ok. Rồi quay lại đây. Thì nó bảo mình làm cái gì đấy tiếp. À, định dạng cho các thứ tự xuống dòng khi tiêu đề xuống dòng. Đấy, cái tiêu đề này. Đấy. Thì mình chọn đây thôi, chọn đây một cái nào cấn thì nó xuống xuống dòng. Chả thấy cái nào cấn lại ha. Rồi. Ví dụ cái này thì kéo nó nhỏ lại. Chọn cái. Rồi, ok. Vẫn là xuống dòng rồi đó. Chọn ô 2 đấy là mặc chân chọn gì đó. Các bạn tự dùng pre-panel cố định tiêu đề của các cột. Cố định cái cột này thì mình sẽ chọn dòng này. À, chọn gì đấy? Cho nó thẻ gì các em? Này thầy cho nó nằm dưới. Chọn thẻ gì đấy? Thẻ view này. Chọn nó view này. Chọn gì đấy? View bằng nổ đúng không? View bằng nổ đây. Đó. Cái này đó thầy vừa làm rồi ha. Câu tiếp theo. Tính trung bình test tỷ lệ 2%, 3% gì đó 4%. Có nghĩa là nó bỏ cái trung bình cái này 20%, 20%, 20% và cái này 40% sẽ bằng sum, sum là tổng ha. Cái này nhân 20% là cái này, 200 nghĩa là nhân với nhé không chấm gì,
0 chấm gì, 0.2 phẩy ha, xong là tổng cái ô này nữa, nhân với lại nhân với lại 0 chấm gì, 0.2 đúng không, phẩy cái ô này nữa 0.2, ô này nhân với lại 0.2 đúng không, phẩy cái ô này là 0.4, cái ô này nhân với lại 0.4 0.4 đóng ngoặc. Đó, enter. Có bình thức xuống. Đó, double click ở đây. Đứng đây double click. Nó chạy xuống. Nhập dữ liệu cho cột về nhà dùng chức năng validation. Kiểm tra phép nhập từ 0 đến 100 thì các bạn tự nhập nha. Cái câu này thì các bạn tự làm rồi thầy không làm nữa. Nếu nhập sai thì thông báo lỗi nha. Nhập dữ liệu thầy nhập thôi, còn cái câu từ 0 đến 100 thì thầy dạy các bạn từ nãy giờ rồi. Thì các bạn tự làm. Các bạn tự nhập ha. Đó, số này to quá. To quá không được. Trung bình học kỳ bằng trung bình cộng của test và tập về nhà chức năng auto gì này, không được đâu. Cái câu này nó nói vậy không được, là thầy chứng minh cho bạn nhé. Nếu mà mình chọn cái auto là chọn cái này này, và mình chọn trung bình này, nó cộng hết từ đầu này, nhưng trong bài nó bảo chỉ có hai cái ô này thôi các em ạ, hai ô này thôi. Do vậy mình không thể làm như này được ha. Thì lúc này mình phải gõ hả, gõ là average này ha. Average là trung bình. Sau đó các bạn chọn cái ô này, quét hai ô này, đó là trung bình cộng. Không ạ, enter. À, có bình thức xuống. Rồi. Control N. Có bình thức xuống. Control D. Rồi, đó là cái câu của mình tính trung bình ha. Chức năng mát mi đó, cao nhất và thấp nhất. Đây, trung bình cái này bằng average. Average. Từ trên này xuống dưới đây. Đông ngoặc. Đương nhiên là cao nhất bằng mát. Mát từ mát từ trên này xuống này. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Enter. Đây là bằng hàm min. Bằng min từ trên này xuống. Rồi mình chép một lượt qua. Chép này qua. Chép một lượt qua. Và cái thằng này là mình cho nó nhiều số lẻ quá thì mình giảm nó đi. Giảm. Bớt hiển thị số lẻ đi ha. Một số thôi. Ok. À, dùng mấy cái chức năng này không dùng auto được, phải dùng như nãy ha. Dùng chức năng tô màu định dạng này, định dạng các điểm lớn hơn 80 chưa đậm màu đỏ thì quét cái này nè, lớn hơn 80 đậm màu đỏ thì mình vào đây chọn đây, lớn hơn Richter đen này, gõ vào đây là số ta gì, 80 đậm màu đỏ thì mình phải, đây là màu mặc định của nó như này, muốn đậm đỏ thì mình vào custom tới mình. Đó, thì đây là cái fill màu mỡ gà, còn cái phông của nó đây, đậm đây, màu đỏ đây. Đó, ok,
Ok. Định dạng cột trung bình test. Tô màu có giá trị cao hơn giá trị trung bình test của cả lớp. À. Câu này ha. Ý nói là cái trung bình của cả lớp á. Đây, thầy nháp này. Bằng. Các em không làm cái câu nháp này, thầy nháp để giải thích thôi. Đây. Từ đến đây á là cái trung bình đúng không? Tổng cái trung bình này. Mà thầy tính nó ra được cái ô trung bình là 7.78.25 này. Thì đề nó nói chúng ta là quét khối này á, những thằng nào mà lớn hơn cái điểm trung bình, lớn hơn cái điểm trung bình này thì mình làm như nếu thằng nào lớn hơn cái điểm trung bình này, cao hơn cái điểm trung bình của tất cả lớp, có nghĩa là cao hơn cái ô này nè, cao hơn cái ô màu 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 vàng này đúng không? Không nhát là thầy ý giải thích thôi, thì giả thiết mình không nhát đâu nha, mình chỉ quét khối này thôi nhờ. Rồi các bạn cũng vào đây, và ở đây nó có cái là button rule gì đấy này, thì các bạn chọn cái thằng là above average là trên trung bình, below là dưới trung bình, trên trung bình này. Chọn này cái đây màu của nó, thầy cứ lấy màu của nó tự nhiên, còn thích thì các em lại custom cho các em ha, custom thì làm mấy lần rồi chọn ok, đó là mình hiểu nghĩa nó, cái này cứ cái nào mà nó lớn hơn cái 78 này nó sẽ tô màu. Sang cái ô định dạng icon set cho cột bài tập về nhà, icon set cho bài tập về nhà, đây quét khối này, cái icon set này các em cũng vào đây, nhưng bây giờ mình chọn cái icon set đây để chọn lại cái mẫu này ha, mẫu này ha, thì ý nó nói là nếu các bạn hỏi phụ huynh hỏi con của tôi là 4 điểm thì nó học giỏi hay học dở, thì thế nào là giỏi là dở, mình không nói là theo cái điểm trung bình, mình đang hỏi học giỏi học dở thôi. Thì đôi khi á là ở cái lớp chuyên á 8 điểm là có điểm chót rồi đúng không, nhưng mà cái lớp thường có khi 8 điểm là điểm nhất rồi, thì mình phải nói ở con của bà là đang ở cái điểm này này, đang cái nhóm màu xanh này là cái nhóm mà nhóm tốt rồi, nhóm giỏi, con bà đang cái nhóm dở, căng bà cái nhóm là kế dở đúng không, kế dở yếu, cái này là tạm ổn trên trung bình đúng không. Đấy, thì nó những cái biểu tượng này để nó nói lên rằng là phụ huynh biết được là con của mình nó ở cái mức nào ở trong lớp nha. Đấy, chứ cái điểm nó không nói lên được cái chất lượng. Thầy xin nói với các em rằng mấy cái lớp chuyên đó 8 điểm có khi là hạng chót, 8 rưỡi khi hạng chót á, nó là có phải 9 đến 10 không á, mấy lớp chuyên á giỏi lắm. Nhưng mà mấy cái lớp mà bình thường học có khi 6 điểm, 7 điểm, 8 điểm là hạng nhất cả lớp rồi. Đấy, thì ý nó nói vậy ha. Sang cái câu số định dạng cột trung bình tô màu 10% các ô cao nhất. Cái ô vàng này thầy chỉ để nháp thôi nhé, thầy xóa ô vàng đi ha. Muốn vá xóa luôn thầy cầm này, thầy kéo đây cái xong. Rồi. Bây giờ nó bảo là trung bình học kỳ tô màu 10% các giá trị cao nhất. Mình muốn thưởng cho những cái bạn mà 10% của những bạn cao nhất thôi. Để có điểm của trung bình. Như vậy thì trung bình đây. Các con này. Thì lúc này các bạn vào đây. Không format này đây. Thì các bạn sẽ có cái chữ 10% chưa? Top 10 này. Đó, chọn dậy xong. Rồi cái màu này đây đang màu của nó, còn mà thích thì mình custom. Thích thì custom của mình, đúng không em? Đó, ok ha. Xong cái bài số 4 rồi mình sang bài số 5 nữa mới được nghỉ ha. À, sang bài số 5 rồi, sang bài số 6 chứ. Cái bài số 5 rồi, giờ bài sang bài số 6. Thì bài số 6 thì các bạn định dạng đây.
chọn ô thì định dạng các bạn tự giải quyết được rồi ha. Xuống dòng tự giải quyết rồi, định dạng kiểu này rồi. Tổng thu nhập bằng dụng cụ thể thao, hoặc là nghĩa là bằng tổng doanh thu. Tổng doanh thu đây là bằng tổng của ba câu này. Thì mình cứ dùng bằng hàm gì? Bằng hàm sum thôi. Sum có từ đến đây mình kéo nó liền nhau, mình kéo đóng ngoặc enter. Xong. Copy công thức xuống. Này, Ctrl gì? Ctrl D. Xong. Là câu số 5 4. Lợi nhuận thì bằng doanh thu trừ đi chi phí. Sorry, hình như đây phải đăng ký sai rồi. Cái hàng hàng tổng doanh thu đây này, đây mới là sum. Đây mới là sum các em. Sum của ba cái này. Con này chưa có nha, chưa biết là cái gì nha. Tí sau. Sum của đây. Lợi nhuận thì đương nhiên bằng cái doanh thu này trừ đi chi phí rồi. Trừ đi chi phí. Ok. Doanh thu trung bình bằng trung bình cộng của ba cái này. Đó. Trung bình cộng thì bằng cả hàm average. Average thôi. Rồi đến đây. Ctrl D. Đó. Chức năng auto sum tính tổng doanh thu trung bình tại ô H11. Đây ha, H11 đây. Ô này ô 11 đây. Tính trung bình ở đây. Để cho nó ô màu vàng ha. Bằng. Bằng cái gì đây? Mình chọn cái trung bình này đi ha. Mình sẽ lấy trung bình của nguyên cái trên. Chọn cái array à, xong hình như lộn array gõ cho nhanh được array à. Gì vậy? Hai lúc bảng. Yeah. Đây là trung bình đúng không? Xác định dạng cái này nó có thì nó bảo mình á là ô này xong rồi, nó bảo tính tỷ lệ doanh thu trung bình, doanh thu trung bình sao cho công thức được, còn lại quan sát kết quả à, thì mình sẽ lấy ô này nè. Tỷ lệ sẽ bằng cái ô này nè. Chia cho cái ô này nè. Chứ cái ô màu vàng á. Cái màu vàng đó. Nha. Nhưng mà cái ô màu vàng này thầy kéo xuống á. Đây thầy kéo thức xuống á. Thì nó bị chạy. Thì vì cái đây là H11. Kéo xuống đây thành H12. Đây là 12. 12. Nó bị chạy. Cho nên cái ô mà H11 này nè. Là mình sẽ có những cái trường hợp như này. Thầy giải thích nó có H11 như này không có gì ha. Nhưng mà có đô la. Có dấu đô la các em ạ. Đô la H11. Thì cái này có nghĩa là gì? Cố định. Cái này mình hiểu là cố định. Cố định gì đây? Gì vậy? Đây. H á, cái đô la trước cái nào là cố định cái đó. Đô la trước H, H là cột H thì đây là cố định cột. Nha. Rồi cũng như này.
Trường hợp thứ hai của mình F2 mình đổi, nhấn F2 là mình đổi ha. Trường hợp thứ hai của mình 0 đô la đây và đô la trước số 11 này. Thì mình hiểu đây là cố định dòng. Này cố định dòng. Tại vì cái đô la nó trước dòng số gì? 11. Còn một cái trường hợp nữa. Đô la 11 luôn. Thì cái này á, cái đô la 11 rồi. Đô la 11 này thì mình gọi cố định cả dòng cả rồi. Cả dòng. Và cả. Cố định cả dòng là còn. Thế bây giờ chứng minh cái cố định như này, các bạn xem ha. Cố định như nào? Thì nhắc lại ở đây nó phải kéo xuống H3. Kéo xuống nó sẽ thành H mấy? H4 đúng cả lớp. Đúng chưa? Thì cái H cái cột mà H11 á thì kéo xuống nó sẽ nhảy thành thành H12, nhưng mà lại không được. Thì bây giờ mình muốn cái ô đó không trượt, cái ô H11 nó không trượt nha. Thì mình sẽ làm như nào? Bằng này. Ô này nha. Chia H11 này. Trường hợp nhất là nhấn F4 nha. F4 này. Thì cái trường hợp này nó trường hợp này cố định cả dòng cả cột. F4 cái nữa trường hợp này nó trường hợp này cố định dòng. F4 nữa cái trường hợp này cố định cột. Thì bây giờ thầy kéo xuống là cái gì đang chạy các em? Thầy kéo xuống nó đang dòng số 3 thì kéo xuống thành dòng số 4. Dòng số 4 nó sẽ chạy 5456, nhưng mà cái chỗ này nó đứng im. Thì có nghĩa là mình cố kéo mà cái gì chạy mà mình muốn cái đó đứng im thì mình gọi là cố định dòng. Muốn dòng chạy mà cái dòng đứng im thì gọi đứng dòng. Muốn cột chạy mà cột nó đứng im thì cố định cột. Thì trong trường hợp này em cố định dòng. F4. Đây, cố định dòng 11. Enter. Thì lúc này thì kéo công thức xuống. Thì đây nó vẫn là H11. Đây là H4. Kéo xuống đây nó thành H7. Đúng chưa? H7 còn đây là H11 đứng im. Thế về thực tế khi mình đã hiểu cái này á thì cái doanh thu này mình có thể là mình gõ như này, mình không cần cái ô màu vàng, mình sẽ bằng cái ô này này chia cho tổng là sum. Cái ô màu vàng chính là sum của cái khối là từ đây đến đây đúng không, sum nguyên khối này đúng không, đúng không, đúng chưa? Đấy. Đúng không, sum từ đây đến đây xuống thì cái sum này mình cố định thôi. Nhấn F4 cố định này là cố định rộng rồi đúng không? Ok, không à, ở đâu rồi, từ đến đây cố định F4 cố định gì đấy, cố định rộng đóng mặt như này cũng được, không cần. Ồ, hay sum cái gì nó bị thiếu hả? Hai số này phải giống nhau chứ. Bằng Y3. Y đây chia cho sum từ Y3 cho đến Y10. Ồ, sao nó lại đây là 5.46. À đây. Cái này chia H11 này, H11 là bằng phải có cái đọc là Y đâu, cột H mà. Cột H. Cột này còn H chưa cho cái đám này, nhưng mà cái đám này phải cố định. F4 đúng không ạ? Ủa sao vậy? H3 đến H10 này. Y3 à, lấy cái ô này chia tổng tất cả để làm lộ. Ô này là không phải Y3, lấy cái ô H này, ô H là chia tổng tất cả. Enter.
H3 chia H11, H11 là tổng của cái này đúng không? Tổng của trung bình. Đây này H3 chia sum từ H3 đến H10. Ủa nó phải ra cái kết quả giống nhau chứ các em. Sao cái này 5 chấm làm trò gì đấy? Lấy cái H3 này. Đúng không? Cái này sẽ lấy H3 này. Chia cho tổng tất cả là H11. Mà H11 là cái này là trung bình chia trung bình. Trung bình mà. Đây phải là sum chứ không phải trung bình các em. Trong đề nó nói cái gì? Chia cho cái gì đây? Tổng doanh thu trung bình. Đây phải sum. Đây phải là sum. Đó, thì kết quả cái này nó phải giống nhau, đúng không? Mình cố định là đúng kia. Đúng chưa? Cho nên mình đỡ phải cái ô màu vàng này. Mình chia cho tổng cái cố định này ha. Em hiểu ý chưa? Hiểu cho cố định này chưa? Alo cả lớp. Rồi. Nhát thì tích ra đây. À. Không gì đây. Hết rồi phải không ta? Còn câu nào nữa không? Nhờ công thức tỷ lệ tổng doanh thu bằng doanh thu trung bình. Sao chép các ô lại, xét kết quả. À rồi, sau đó vừa làm xong. Video rồi, cố định tên nhân viên vừa các bạn làm rồi. Trường cho tô màu những ô lợi nhuận cao hơn lợi nhuận trung bình. Trung bình đây. Tô màu nó. Lợi nhuận cao hơn lợi nhuận trung bình quét thôi này. Chọn đây ha. Và mình chọn cái đây ha. Cao hơn lợi nhuận trung bình. Và bô đây. Thế thôi, màu tự nhiên của nó. Còn custom thì các bạn tự làm. Custom thì tự làm. Ok. Hết rồi. Chỉ còn nãy giải thích cái cố định này tí ha. Bây giờ đồ làm mình nhấn F4 nha. Nhấn F4 đồng dòng ha. Được. Thì chia cái này này. Để nhấn lại F4 nhá. Cái này nếu mà nhấn F4 này. Đúng không? F4 cái đỏ này. Bình thường này. F4 này. Cái này cố định cả dòng cầu trải. F4 này nữa này. Cố định này. Cố định dòng số 10 này. Đó. Rồi. Nếu phim lại.